Phần cho tỏi, ớt, đường. Cho nước tương vô. Rồi cho chanh. Cho thêm miếng ớt nữa cả nhà. Rồi xong cái tô nước chấm. Hi, xin chào cả nhà đang xem kênh YouTube Long's Kitchen. Hôm nay Long mời cả nhà ăn heo quay bánh mì heo quay nha cả nhà. À, cái sốt này hồi nãy là Long mới vừa làm xong á cả nhà. Đây là nước tương chua ngọt nha. Ngon chưa, ngon chưa. Bữa nay á, là Long không có định là ăn bánh mì heo quay đâu cả nhà, mà tại vì hồi nãy Long đi chợ á, Long được nhận cái coupon á, cũng như là mình đi chợ mà mình mua đồ khoảng chừng đâu 100 đô hay là 200 đô, cứ mỗi 10 đô hay là mỗi 20 đô á, thì mình được là hai đồng. Người ta cho mình là 2 đồng, nhưng mà cái 2 đồng đó là mình phải mua đồ ăn ở trong chợ cả nhà. Kiểu như là mấy cái đồ ăn mà người ta nấu nấu sẵn ở trên cái quầy nóng á, cái quầy đồ ăn nóng á, lại đó mình có thể là mua heo quay nè, mua vịt quay, có thể là mua cút, cút chiên bơ, hoặc là mấy cái như là tôm chiên muối, muối tiêu, muối ớt, hoặc là cá, nhiều lắm, nhiều dữ lắm luôn. Cái chợ này là chợ châu Á, cả nhà kêu là chợ 99 Ranch, chợ châu Á nha. Ở đây thì Long mua, Long để dành hai cái coupon 2 ngày cả nhà. Long đi chợ một lần á, một lần là bao nhiêu đó tiền đó, cái đầu người ta cho tiền lại, ta cho cái tiền đó lại thì Long để vô trong cái giỏ Long để dành cả nhà. Đầu Long gom lại được 2.000. Hai cái này là ba gọi cả nhà, đây là ba gọi, miếng ba gọi vừa thịt vừa mỡ vừa dai giòn giòn ghê, ngon ghê luôn, miếng nó đã lắm. Thơm, trời ơi nó thơm lắm. Mùi heo quay ở đây nó khác với heo quay bên Việt Nam nha. Heo quay bên Việt Nam á, da đỏ, mỏng, giòn. Ở đây thì á, da dày, nổ, xốp, giòn luôn nha cả nhà. Để nãy giờ chắc nó mềm á cả nhà. Với lại Long mua một cái chân heo. Trời ơi, đã chưa, Long mua một cái chân heo luôn cả nhà. Nguyên một cái chân heo, Long nói là muốn mua một cái chân heo, Long sợ người ta không bán cả nhà. Một cái chân heo, Long kêu cắt bự bự xíu nữa cho Long, nhưng mà người ta cắt nhẹ, ta không cắt bự nữa cả nhà. Người ta không có cắt bự nữa nha. Cái chiên heo, Long định mua chiên heo thì chiên đó, nhưng mà chiên rất là nhiều dầu mỡ. Để cho người ta quay như nè, mua ăn cho nó lẹ, cho nó gọn cả nhà, đỡ tốn mỡ, đỡ tốn dầu. Với lại Long tính nói cái gì mà Long quên mất tiêu rồi. Thôi bây giờ Long mời cả nhà ăn nha. Ăn cái bà gọi trước cả nhà. Cái chiên heo để ông hồi xử lý sao nha. Ăn bà gọi trước. Còn mình tính nói cái gì quên mất tiêu. Hôm nay đi chợ. Long đi sớm quá cả nhà. Heo quay chưa có ra. 12 giờ heo quay nó mới ra nha cả nhà. Đi sớm quá là phải chờ nha. Dạ ngon quá. Ngon chưa? Cho cái muỗng lên. Nước, cái nước sốt nó kẹo kẹo là do nhờ đường nhiều nha cả nhà. Đường nhiều đó. Đây. Kẹp thêm miếng dưa leo. Bá cháy chưa? Thôi mời cả nhà nha. Cái nhà để nó giờ còn giòn cả nhà. Đồ chua nha.
Cái sốt ngon quá à. Giờ chấm miếng ba gọi như cái nhà. Nước sốt nó hợp quá. Quá hợp luôn. Cái này để tỏi nhiều á cả nhà. Nó thơm. Ngon ơi là ngon luôn. Lấy cái xương ra. Mình muốn khúc nào mình nói người ta cả nhà. Người ta chặt khúc đó cho mình. Chấm luôn cho lẹ. Đây luôn mời cả nhà nha. Bự ghê chưa. Nó thơm mùi ngũ chi hương. Lá chua cả nhà. Cái miếng dài, cái miếng mỡ. Cái miếng mỡ nó giòn cái nè. Cay. Toàn trọt có một cháo thiểm nó cay cả nhà. Nguyên cục mỡ. Giòn ơi là giòn. Cái này ăn sao đây? Tại vì chấm ăn luôn cả nhà. Cay quá. Cái ông bán không, họ có chặt cây không? Cây lần này suy nghĩ cái ông nó khỏi chặt đi. Ờ cái lần đó ok chị khỏi chặt. Chắc lần nghĩ là ông biết lần quay clip hay sao á. Ông nó khỏi chặt đi. Để gì cho nó nhìn cho nó hấp dẫn cả nhà. Lần mời cả nhà nha. Hy vọng nó còn giòn á. Để nó giờ ở ngoài á. Gió hả?
tay. Đúng rồi. Giờ tôi nhớ rồi. Đáng lẽ nó phải trả 25 đô cho nửa ký ba gọi. Cái này thì tôi không nhớ bao nhiêu nha. Là 25 đô cả nhà. Nhưng mà tại vì cái tiền coupon mà người ta cho đâu lại dành á, Lân trả hết mười mấy đô cả nhà, còn có chín đô tính theo tiền Việt Nam là gần khoảng 200 ngàn cho cái heo quay cả nhà. Là cả nhà thấy rẻ hay là mắc? Còn thấy rẻ á. Thay vì trả 500 ngàn tiền Việt Nam cho cái heo quay này mà Lon trả có 200 cả nhà. Ăn làm sao hết cái giò này ta? Nhỏ lớn giờ Long mới cầm cái giò heo ăn vậy á. Khui nước ngọt uống. Cay quá. Cái gì cơ? 7 up nha. Nó cay mà nó ngon lắm nha cả nhà, cái gì nó cũng giòn giòn hết. Tiếp tục gặp cái chân cả nhà. Cắn tới đâu nó giòn tới đó. Để mấy mớ này xuống. Cái chân này Long nghĩ chắc chỉ có da nhiều á. Thịt không có được nhiều nha. Da nhiều á. Cái phần dưới đây nó chưa có nổ cả nha. Tôi nghĩ cái phần này nó sẽ dai đó, nó không có giòn không?
Đúng thiệt cái tên lá chua nha cả nhà, lá chua thiệt. Đâm cay chi giờ cay quá. Mời cả nhà cái nữa nè. Ngay cái phần thịt coi cao quá, nó ăn bánh mì heo quay mà nãy giờ ăn heo quay không mấy nhà, không ăn miếng bánh mì á. Cao quá má ơi. Cái nhà thông cảm nha, uống soda lúc nào cũng phải ợ lên vậy chứ á. Ngon quá, ngon quá, nhưng mà cũng cay quá, cay quá. Cái giò heo này đúng là hả, nó nhiều da, ăn nó ngon dễ sợ, đã dễ sợ luôn cả nhà. Cái bà gọi này á, cái mỡ nó giòn, mỡ đúng giòn nha, giòn cái sực xuống cái gì đó. Bánh mì á, trước khi ăn nướng lên nó cũng giòn dữ lắm luôn. Xong mua bánh mì đặt cuộc cả nhà. Thế nào bánh mì đặt cuộc này chấm với sữa ăn cũng ngon nữa. Trời ơi nó béo. Giờ Loan xin kết thúc cái video ăn bánh mì heo quay đây cả nhà. Chấm với lại nước tương tỏi ớt chua ngọt. Cảm ơn cả nhà đã xem hết cái phần video này của Long nha. Chúc cả nhà có một bữa cơm ngon miệng. Thank you for watching Long's Kitchen. Bye bye. Bye bye.